Người Mỹ phải đối mặt với sự sụp đổ tiềm ẩn. Nền kinh tế Trung Quốc đang đánh bại những tia sáng ban ngày còn lại của nền kinh tế Hoa Kỳ. Cho dù bạn muốn gọi nó là một lộ trình, một sự đánh bại hay một cuộc thảm sát. Thực tế là Trung Quốc đang hoàn toàn khiến Mỹ bối rối trên sân khấu kinh tế toàn cầu. Trong khi siêu cường phương Đông này liên tục báo cáo mức tăng trưởng bất thường, thậm chí thế giới đang trong thời kỳ gánh chịu sự suy thoái toàn cầu. Mọi thứ ở Hoa Kỳ đã đi từ tồi tệ trở nên thảm hại, và bây giờ chúng bắt đầu đi từ thảm hại đến thảm khốc. Có cảm giác như người Trung Quốc đang chơi cờ tướng kinh tế trong khi người Mỹ đang chơi cờ caro kinh tế. Trung Quốc hiện đang đặt mục tiêu vượt qua Mỹ và trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào cuối thập kỷ này. Các nhà kinh tế dự báo rằng nền kinh tế Trung Quốc thực sự có thể trở nên lớn gấp 3 lần nền kinh tế Mỹ vào giữa thế kỷ này. Đó là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy kỷ nguyên thống trị kinh tế của Hoa Kỳ sắp kết thúc, và có vẻ như hầu hết người Mỹ thậm chí không biết điều này đang diễn ra. Mọi chuyện bắt đầu khi nhiều tập đoàn ở Mỹ nhận ra rằng họ có thể kiếm được nhiều tiền hơn nếu chuyển dây chuyền sản xuất ra nước ngoài. Khi sự thay đổi đó xảy ra, Hoa Kỳ có một vị trí mạnh mẽ và thống trị đến mức không thực sự quan trọng ai đứng ở vị trí thứ hai. Khi người Mỹ bắt đầu nhập khẩu hàng loạt sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc, người dân Mỹ đã rất phấn khích bởi giá cả đã giảm và họ có thể mua nhiều hàng hóa hơn trước. Các doanh nghiệp yêu thích nó vì tỷ suất lợi nhuận tăng, và các quốc gia nước ngoài cũng được hưởng lợi vì người Mỹ đang giúp họ phát triển kinh tế và giàu lên. Vào thời điểm đó, mọi người đều kiếm tiền và mọi người đều hạnh phúc. Nhưng sau đó, việc làm nhỏ và các nhà máy rời khỏi đất nước bắt đầu trở thành một trận lụt lớn. Sau đó, nó trở thành một trận đại hồng thủy. Số lượng công việc của tầng lớp trung lưu ở Hoa Kỳ bắt đầu giảm đột ngột hàng nghìn công việc. Người Mỹ bắt đầu nhận thấy rằng phần lớn các công việc hiện có là những công việc được trả lương thấp, mặc dù giá của hàng hóa trong các cửa hàng lúc ấy vẫn còn thấp. Các gia đình trung bình của Mỹ ngày càng bị siết chặt túi tiền, vì vậy họ buộc phải gánh ngày càng nhiều nợ để duy trì mức sống như cũ, đã tiếp tục thúc đẩy sự gia tăng của bong bóng nợ tiêu dùng trong những năm qua. Đồng thời, ngày càng có nhiều doanh nghiệp và việc làm đội mũ đi ra nước ngoài. Cơ sở thuế của Hoa Kỳ cũng không đáng tin cậy như trước đây. Chính phủ liên bang, chính quyền các bang và chính quyền địa phương đều bắt đầu đi vay những lượng tiền mặt khổng lồ từ chính những quốc gia mà người Mỹ đã gửi tất cả tiền của mình đến đó. Đó là khi Trung Quốc bắt đầu nổi lên như một siêu cường kinh tế sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Hàng hóa thực sự bắt đầu tràn ngập các cảng của Mỹ với các sản phẩm giá rẻ bằng cách có một lực lượng lao động hàng trăm triệu người kiếm được khoảng 1 đô la một giờ. Trung Quốc có thể dễ dàng đè bẹp bất kỳ đối thủ phương Tây nào khác. Hồi đó, hầu hết mọi người không quan tâm đến việc những sản phẩm này được sản xuất ở đâu. Họ chỉ chạy đến các đại gia bán lẻ và nạp đầy thẻ thanh toán, mọi thứ bằng tiền vay nợ. Nhưng cuối cùng, tất cả các món nợ đó phải được trả, và đó là lúc mọi thứ bắt đầu đổ vỡ. Nói cách khác, giấc mơ Mỹ đã được mua bằng tiền đi vay, và đó là lý do tại sao giờ đây người Mỹ đang phải gánh khoản nợ của người tiêu dùng và chính phủ với khối lượng tài sản giảm dần chưa từng có cho Trung Quốc. Trong khi Trung Quốc gửi cho Mỹ hàng đống sản phẩm được làm sẵn với giá rẻ, đây được cho là một thỏa thuận tốt cho cả hai bên, nhưng cuối cùng hóa ra đó lại là một thỏa thuận khá tuyệt vời đối với Trung Quốc và là một thỏa thuận khủng khiếp đối với Mỹ. Vì lý do đó, trong danh sách ngày hôm nay, chúng ta sẽ phơi bày những dữ kiện thực sự của mớ hỗn độn mà đất nước giàu có nhất thế giới này đã rơi vào. Nhưng trước khi tiếp tục, hãy chắc chắn rằng các quý vị khán thính giả đã thích và đăng ký để không bỏ lỡ những tin tức quan trọng nhất của kênh. Dưới đây là 20 sự thật chứng minh nền kinh tế Trung Quốc đang đánh bại những tia sáng le lói kinh tế ban ngày cuối cùng của Hoa Kỳ. 1. Số liệu thống kê được biên soạn bởi giáo sư kinh tế Ed Lazier của Đại học Stanford nhấn mạnh rằng nếu nền kinh tế Hoa Kỳ và nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng với tốc độ hiện tại, công dân Trung Quốc trung bình sẽ giàu hơn công dân Mỹ trung bình trong khoảng 15 năm. Xét rằng tăng trưởng tiền lương hàng năm ở Mỹ chỉ đạt trung bình 1,6% khi được điều chỉnh theo lạm phát, trong khi tiền lương của Trung Quốc đã tăng với tốc độ 16% trong 5 năm qua. Sự thay đổi đó thậm chí có thể xảy ra nhanh hơn dự kiến. Chúng ta đang nói về một thế giới rất khác nếu Mỹ không phục hồi tốc độ tăng trưởng của mình.
bằng các loại chính sách hướng tới tăng trưởng dài hạn, thay vì các chính sách khắc phục mọi thứ trong 6 tháng tới, ông Lazier nói, đối với các chính sách tiền tệ hiện hành của Hoa Kỳ. 2. Sự chênh lệch giữa điều kiện tài chính của các hộ gia đình Hoa Kỳ và Trung Quốc là hoàn toàn đáng kinh ngạc. Ở mức nợ trung bình của hộ gia đình là 136% thu nhập hộ gia đình trung bình, trong khi ở Trung Quốc con số này chỉ bằng 17% thu nhập hộ gia đình trung bình. 3. Năm ngoái, ít nhất 24,4% tất cả hàng hóa người Mỹ mua tại các cửa hàng địa phương đến từ Trung Quốc, trong khi chỉ có khoảng 19,4% sản phẩm Mỹ tiêu thụ thực sự được sản xuất tại Mỹ. 4. Kể từ năm 2020, Hoa Kỳ đã chi hơn 1,3 nghìn tỷ đô la cho các sản phẩm của Trung Quốc, nhưng Trung Quốc chỉ chi 316 tỷ đô la cho các sản phẩm của Mỹ. 5. Chỉ tính riêng trong 2021, Mỹ đã nhập khẩu 506 tỷ đô la hàng hóa và dịch vụ từ Trung Quốc, trong khi Trung Quốc chỉ nhập khẩu 151 tỷ đô la hàng hóa và dịch vụ của Mỹ. 6. Thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc lớn hơn gần 10 lần so với năm 1990, tăng vọt từ 39 tỷ đô la năm 1991 lên 355 tỷ đô la hồi năm ngoái 2021. 7. Vào tháng 7 năm 2020, thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ với Trung Quốc đã ở mức 79,6 tỷ đô la. Trở lại năm 1985, con số này là 6 triệu đô la cho cả năm. Nếu những con số đó không làm nổi bật sự phụ thuộc ngày càng tăng vào xuất khẩu của Trung Quốc, thì không còn gì khác cho biết hơn được nữa. 8. Các nhà phân tích của Zero Hedge tiết lộ trong một tiết lộ 2019 rằng hơn 46.000 nhà máy đã được chuyển từ Hoa Kỳ sang châu Á kể từ khi Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. 9. Kể từ thời điểm đó, người Mỹ đã mất trung bình 50.000 việc làm trong lĩnh vực sản xuất mỗi năm, khi ngày càng có nhiều công ty chuyển những vị trí việc làm này sang thị trường Trung Quốc. 10. Năm 1998, Hoa Kỳ có 25% thị trường xuất khẩu công nghệ cao trên thế giới và Trung Quốc có gần 10%. Nhưng đến năm 2020, thị phần của Hoa Kỳ đã giảm xuống 19,48%, trong khi thị phần của Trung Quốc tăng 31,28%. 11. Chỉ trong vòng 7 năm, khoảng 2,4 triệu việc làm công nghệ của Hoa Kỳ đã bị mất do sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghệ Trung Quốc, theo một nghiên cứu được công bố bởi Viện Chính sách Kinh tế. Nhưng tác động của những mất mát đó không chỉ giới hạn ở việc sa thải và thuyên chuyển công tác. Cạnh tranh với những người lao động có mức lương thấp từ các nước kém phát triển hơn cũng khiến tiền lương của công nhân công nghệ trong ngành sản xuất giảm và tạo ra mức lương theo sức mua của những người lao động tương tự trong toàn nền kinh tế. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng hiệu ứng gợn sóng đối với sự thay đổi này đã ảnh hưởng đến cơ bản tất cả các công nhân sản xuất và khoảng 70% lực lượng lao động riêng trong lĩnh vực công nghệ, ảnh hưởng đến khoảng 100 triệu công nhân ở Hoa Kỳ. 12. Hơn nữa, kể từ đầu thế kỷ này, tỷ trọng của Mỹ trong GDP toàn cầu đang giảm dần, trong khi tỷ trọng của Trung Quốc liên tục tăng. Ngày nay, Hoa Kỳ chỉ chiếm 15,74% GDP toàn cầu, trong khi Trung Quốc chiếm 18,62%. 13. Trong hơn một thế kỷ, Hoa Kỳ là quốc gia tiêu thụ năng lượng hàng đầu trên toàn thế giới, nhưng điều đó đã thay đổi vào năm 2010, khi Trung Quốc không chỉ chiếm vị trí dẫn đầu, mà còn trở thành quốc gia có trữ lượng khí đốt tự nhiên đá phiến lớn nhất thế giới. 14. Theo Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh, Trung Quốc sẽ trở thành nền kinh tế lớn nhất toàn cầu vào năm 2030, vượt qua Mỹ trong vòng chưa đầy 8 năm. Danny Roy, thành viên cấp cao tại Trung tâm Đông Tây, nhấn mạnh, Bắc Kinh có đủ tiền và quyền lực chính trị trong nước để sử dụng ngân khố công lớn của Trung Quốc để đầu tư chiến lược nhằm phục vụ các mục tiêu quốc gia và toàn cầu của vị trí lãnh đạo toàn cầu. Nói cách khác, kỷ nguyên của sự thống trị tối cao của Mỹ đã gần kết thúc. 15. Trung Quốc đã là số 1 trong nhiều hạng mục. Họ có tàu nhanh nhất thế giới, mạng lưới đường sắt cao tốc lớn nhất thế giới và là nhà sản xuất điện gió và năng lượng mặt trời số 1. Nước này là nơi tiêu thụ lớn nhất thế giới về mọi mặt hàng chính yếu. Mua 53% quặng sắt thế giới, 47% than thế giới, 44% chì thế giới,
41% kẽm của thế giới, 40% nhôm, 39% đồng, 36% nickel và cũng tiêu thụ 60% xi măng trên thế giới. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng là nhà sản xuất xi măng lớn nhất thế giới. Trên thực tế, trong 2 năm qua, Trung Quốc đã sản xuất xi măng hơn Mỹ sản xuất trong cả thế kỷ 20. 16. Nghiên cứu do Viện Kinh tế Quốc tế Peterson thực hiện cho thấy nền kinh tế Trung Quốc đã có sức mua tương đương với nền kinh tế Hoa Kỳ. Trên thực tế, bằng cách phân tích dữ liệu từ Ngân hàng Thế giới, các nhà nghiên cứu ước tính rằng Trung Quốc có sức mua tương đương gấp 1,18 lần Hoa Kỳ, đó là cao hơn một chút so với Mỹ. 17. Trong khoảng 3 năm nữa, Trung Quốc sẽ xây dựng đủ các tòa nhà chọc trời để lấp đầy 10 thành phố cỡ New York. Business Insider đưa tin, đến năm 2025, 40 tỷ mét vuông diện tích sàn sẽ được xây dựng trong 5 triệu tòa nhà. 50.000 tòa nhà trong số này có thể là tòa nhà chọc trời tương đương với 10 thành phố New York. 18. Năm nay, Trung Quốc đã chính thức vượt qua Hoa Kỳ về số lượng nghiên cứu khoa học và các nghiên cứu có tầm ảnh hưởng lớn theo một báo cáo do Bộ Khoa học và Công nghệ Nhật Bản công bố. Báo cáo cho thấy nghiên cứu của Trung Quốc chiếm 27,2% trong số 1% các bài báo được trích dẫn thường xuyên nhất trên thế giới, trong khi Hoa Kỳ chỉ chiếm 24,9%. Nó cũng nhấn mạnh rằng Trung Quốc có số lượng nhà nghiên cứu trong khối doanh nghiệp và trường đại học lớn nhất trong số các quốc gia tiên tiến nhất và là một trong những nước đứng đầu thế giới về cả số lượng và chất lượng của các bài báo khoa học. Shinichi Kurokyo thuộc Cơ quan Khoa học và Cơ công nghệ Nhật Bản giải thích, trên hết, vào năm 2019, Trung Quốc đã trở thành quốc gia dẫn đầu toàn cầu về hồ sơ bằng sáng chế, soán ngôi Hoa Kỳ. Nước đang giữ vị trí số 1 kể từ năm 1978. Để lấy lại vị trí là nhà lãnh đạo toàn cầu thực sự, Hoa Kỳ sẽ phải đầu tư và sản xuất một số lượng lớn hơn đáng kể các dự án nghiên cứu được quốc tế công nhận trong vài năm tới. 19. Sau 2 năm áp dụng các chính sách y tế nghiêm ngặt và hạn chế đi lại, nền kinh tế Trung Quốc đang đối mặt với tình trạng suy thoái, nhưng đó là năm đầu tiên tăng trưởng chậm hơn kể từ năm 1976, trong khi Hoa Kỳ đã chứng kiến 4 lần suy thoái kinh tế lớn kể từ đó. Mặc dù GDP dự kiến của Hoa Kỳ cho năm 2022 cao hơn 0,8% so với GDP dự kiến của Trung Quốc, trong 10 năm qua, kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng 316%, trong khi kinh tế Mỹ chỉ tăng trưởng 43%, có nghĩa là siêu cường phương Đông này đã phát triển nhanh hơn Mỹ 7 lần trong một thập kỷ, dữ liệu của Bloomberg cho thấy. Và 20, cuối tháng 8 năm 2022, Trung Quốc tích lũy được 3,48 nghìn tỷ đô la dự trữ ngoại tệ. Đó là kho dự trữ tiền lớn nhất trên toàn cầu cho đến nay. Làm thế nào họ có thể có được tất cả các số tiền đó? Bạn có thể hỏi như vậy. Câu trả lời rất đơn giản, họ lấy nó từ người Mỹ. Về cơ bản, Mỹ đã trao hàng nghìn tỷ đô la cho người Trung Quốc thay vì trao cho các doanh nghiệp và công nhân của họ. Đó là lý do tại sao nền kinh tế của Mỹ bây giờ đang suy sụp. Hơn một nửa quốc gia đang gặp khó khăn về tài chính và người Mỹ không thể tìm được việc làm tử tế. Nền kinh tế vĩ đại nhất trên toàn hành tinh đã bị xé vụn theo đúng nghĩa đen. Chúng ta phải thừa nhận rằng việc hy sinh công việc và toàn bộ cơ sở hạ tầng kinh tế của mình chỉ vì sản phẩm rẻ tiền và tiêu thụ nhiều nợ là không đáng chút nào. Sự suy giảm của nền kinh tế Hoa Kỳ là một thảm họa chậm chậm đã kéo dài nhiều năm và rõ ràng là các nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ không có bất kỳ chiến lược nào để xoay chuyển tình thế cả. Vì vậy, trong khi sự sụp đổ của đế chế của Mỹ đang tăng tốc, người Trung Quốc sẽ tiếp tục đè bẹp người Mỹ trên sân khấu kinh tế toàn cầu. Trong khi đó, người Trung Quốc đang cười hả hê trên đường đi làm đến tận ngân hàng quốc gia của họ. Quý vị khán thính giả nghĩ sao? Cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe tí tin tức trên kênh Chuyện nước Mỹ của Tí hôm nay. Để ủng hộ Tí, xin quý vị vui lòng nhấn thích, bình luận và chia sẻ để cho kênh phát triển. Tí chân thành cảm ơn.